Chào mọi người trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm mới kiếm được bộ thư viện của Wi-Fi SB8266. Thì hôm nay nhóm sẽ review cho các bạn về cái thư viện này và hướng dẫn đặt tên linh kiện tự động trong Atom Design 17. Ok. Thì ở đây mình sử dụng Atom Design 17 bản Crack. Không có tiền mua bản chính hãng nên là dùng bản Crack thôi. Thì đây là thư viện. Bộ thư viện EB8266 này. Đây là bên nguyên lý này. 01 này, 02, 03, 04, 05, 06 này, 07, 07 này, 08, 09, 10, 11, 12 và 13. À, nhầm. 12E và 12 thường. Đây. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt tên tự động trong Atom Design 17. Thì ở các cái bản trước ấy, các cái bản trở về trước ấy, bản trước bản 17 này thì chúng ta thường là đặt tên tự động là tn. Còn ở bản 17 này các bạn có thể dùng phím tắt là taa. Rồi đây này, taa. Rồi hoặc là mình có thể vào đây, vào tool này, chọn annotation đây và chọn cái này, nó cũng ra cái bảng thông báo đó. Thì mình sẽ nói qua về cái bảng này. Đây này. Ở đây là mình sẽ đặt luật đặt tên. Ví dụ chữ N này. Đây. Từ trên xuống dưới này. Chữ Z này. Từ dưới lên trên. Ở đây thì mình chọn cái này. Và bên bảng này, bên cái sự lựa chọn này, thì các bạn có thể chọn các cái chức năng khác. Thì đây mình đặt tên cho linh kiện nên mình chọn này thôi. Ok. Đây này. Các cái phần mô tả đây các bạn có thể xem ở đây. Và đây là lựa chọn cái file nguyên lý mà mình muốn đặt tên. Nếu mà trong project của bạn có nhiều nguyên lý, nhiều file nguyên lý thì mình sẽ chọn tick vào đây. Ở đây mình có một cái như thế này, mình có thể chọn là on on hoặc on off để chọn tất cả hoặc là tắt tất cả. Và bên này là nó sẽ show ra các cái linh kiện mà mình sẽ đặt tên. Này. Ở đây thì có 13 cái. Rồi. Đây, và một cái nữa là cái start index này. Này. Là mình sẽ cài đặt cái địa chỉ đầu tiên là tên. Ví dụ như mình đặt từ 1 thì là nó sẽ đặt là 1 2 3 4 5 6, còn mình đặt là 10 thì nó sẽ đặt từ 10 và các thứ tự tiếp theo. Đây mình đặt 1 thôi. Rồi sau khi chỉnh và lựa chọn các cái chế độ xong, các bạn chọn vào update change list. Đó, ok, thì cái bảng thông báo này nó sẽ có 13 sự thay đổi. Ok này. Đây các cái tên đặt này, đặt theo cái luật mà các bạn đặt trước này. Rồi nếu mà các bạn muốn thay đổi cái tên này, mình có thể reset lại tất cả này. Nó sẽ trở về bắt đầu là dấu hỏi chấm này. Ok. Đây mình update này. Rồi, sau đó các bạn chọn vào Accept Change. Click. Ok. Bấm vào đây. Vào một trong hai cái này. Nhấn vào hai cái này luôn. Ok, close. Rồi. Đây thì các cái tên đã được đặt này. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn cái thư viện trên bên BCB của SB8266 này. Thì mình sẽ update sang bên kia DU như bình thường. Rồi. Ok. Thì đây. Rồi. Mình sẽ cho này. Rồi, đây là mình để chế độ 2D này. Đó, sắp xếp đây cho đẹp tí. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ 3D cho các bạn xem. Mình ấn phím 3, đây này. Được. Con này nó bị lộn ngược mất. Đó. Đây này. Đây là con 12 này, 12E này. Đây là con 01 này. Đây là con 07 này. Đây là con 12, 12 thường này. Rồi, đây là các cái con thông dụng mà ở Việt Nam và
thứ năm ở các cộng đồng hay dùng là cái con này, con 12 này, con 12 này, con 01 và con 07. Còn các cái con khác thì 3D của nó không được màu mè cho lắm. Rồi. Thì trên đây mình vừa giới thiệu về thư viện LV8266 ở trên Atium Design và hướng dẫn các bạn đặt tên tự động trong sơ đồ nguyên lý. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi. Và nếu mà các bạn có vấn đề thắc mắc về thư viện hay là cách đặt tên ở trên Atium Design thì comment ở phía dưới, mình sẽ giải đáp và hỗ trợ. Rồi.